Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 9 trên trang web học trực tuyến của olm.vn Ở video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu các đặc trưng của một đoạn mạch nối tiếp. Bài học hôm nay sẽ cùng khám phá đặc trưng của một cách mắc mạch điện khác. Trước khi vào bài học, các bạn hãy theo dõi sơ đồ sau. Sơ đồ mạch điện gồm hai đèn, một pin, một công tắc nhưng không mắc nối tiếp. Vậy nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng hay không? Ta đã biết là trong mạch nối tiếp thì nếu một trong hai đèn hỏng thì đèn còn lại sẽ không sáng. Vậy điều này còn đúng nữa hay không? Chúng ta cùng đi tìm đáp án trong bài học ngày hôm nay. Đoạn mạch song song. Nội dung bài học gồm 3 phần: Phần 1: Đoạn mạch song song, Phần 2: Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song và Phần 3: là điện trở tương đương của đoạn mạch song song. Phần 1. Đoạn mạch song song. Tìm hiểu về đoạn mạch song song. Đoạn mạch song song là đoạn mạch điện có các thiết bị điện được mắc thành các nhánh riêng biệt như hình bên. Giữa hai thiết bị điện thì sẽ có hai điểm chung. Khác với trong mạch nối tiếp thì chỉ có một điểm chung mà thôi. Các bạn lưu ý phần này. Trong vật lý để mô tả đơn giản một mạch điện gồm các thiết bị mắc song song, thì người ta sử dụng sơ đồ như hình bên. Bây giờ các bạn hãy cùng vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc song song. Rất chính xác, mạch điện gồm ba điện trở mắc song song được mô tả như sau. Chúng ta cùng vào phần số 2, cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song. Thí nghiệm tìm hiểu cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song cần chuẩn bị các dụng cụ sau. Bộ nguồn điện một chiều, công tắc điện, điện trở R bằng 10 ôm, bảng lắp mạch điện, các dây nối, biến trở RB có trị số lớn nhất là 20 ôm và 3 ampe kế giống nhau có giới hạn đo là 3 ampe và độ chia nhỏ nhất là 0,1 ampe. Để tiến hành, ta lắp mạch điện như sơ đồ hình bên Điện trở R sẽ mắc song song với biến trở RB. Một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch chính, một ampe kế đo cường độ dòng điện qua R và một ampe kế đo cường độ dòng điện qua biến trở. Đặt giá trị hiệu điện thế của bộ nguồn điện ở mức 6V. Bước số 2, ta bật nguồn và đóng công tắc điện, điều chỉnh biến trở để giá trị 5 ôm, đọc và ghi lại số chỉ của các ampe kế đo được và ngắt công tắc điện. Bước 3, ta lần lượt điều chỉnh biến trở đến giá trị 10 ôm và 15 ôm, sau đó lặp lại bước số 2. Kết quả thí nghiệm được ghi lại như sau. Ứng với từng giá trị biến trở khác nhau, ta có số chỉ của các ampe kế khác nhau. Quan sát bảng giá trị, nhận thấy rằng tổng cường độ dòng điện đo được ở ampe kế 1 và 2 bằng với số chỉ của ampe kế ngoài mạch chính. Kết quả này đưa đến một kết luận như sau: Đoạn mạch điện gồm hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong hai nhánh. I sẽ bằng I1 cộng I2. Tổng quát hơn thì ta có trong đoạn mạch song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh thì bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. I sẽ bằng I1 cộng I2 cộng cho đến In. Phần cuối cùng chúng ta cùng tìm hiểu xem điện trở tương đương của đoạn mạch song song có còn bằng tổng các điện trở thành phần như trong đoạn mạch nối tiếp hay không. Phần 3. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song Điện trở tương đương của đoạn mạch song song gồm nhiều điện trở R1, R2 cho đến Rn mắc song song thì được tính theo công thức. 1 trên R tương đương sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng cho đến 1 trên Rn. Vận dụng những kiến thức vừa học, chúng ta cùng đi vào làm một số bài tập. Trước tiên cùng quay lại với câu hỏi khởi động. Các bạn làm rất chính xác, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn còn lại vẫn sáng vì vẫn có dòng điện đi qua. Đây cũng chính là lý do mà các thiết bị điện sử dụng trong gia đình chúng ta thường được mắc song song để khi một thiết bị hỏng thì sẽ không bị ảnh hưởng đến các thiết bị khác thì các bạn ạ. Bài tập tiếp theo có nội dung như sau. Cho đoạn mạch điện AB gồm hai điện trở R1 bằng 30 ohm, R2 bằng 20 ôm mắc song song như hình bên. Biết ampe kế A1 chỉ 2 A, ampe kế A2 chỉ 3 A. Phần A nhỏ, tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB. Phần B, xác định số chỉ của ampe kế A3. Rất chính xác. Quan sát lại mạch điện ta thấy là ampe kế A1 sẽ đo cường độ dòng điện qua điện trở R1. Ampe kế A2 sẽ đo cường độ dòng điện qua điện trở R2. Còn ampe kế A3 sẽ đo cường độ dòng điện trong mạch chính. Rồi, ở đây ý A ta tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB theo công thức. 1 trên R tương đương sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2. Suy ra R tương đương sẽ bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Thay số vào ta tính được R tương đương bằng 12 ôm. Tiếp tục ý B, để xác định được số chỉ của ampe kế A3, thì ta chỉ cần xác định được số chỉ của ampe kế A1 và A2, sau đó cộng lại, ta sẽ được số chỉ của ampe kế A3. Mà đề bài cho thì ampe kế A1 chỉ 2 ampe, còn ampe kế A2 đã chỉ 3 ampe rồi. Như vậy thì ta tính được số chỉ của ampe kế A3 sẽ bằng I1 cộng I2 và kết quả là bằng 5A. Như vậy số chỉ của ampe kế A3 là 5A. Một bài tập tiếp theo. Hai điện trở R1 bằng 20 ohm và R2 bằng 40 ohm được mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế là 24V. A nhỏ tính điện trở tương đương của đoạn mạch và B tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. rất chính xác. Ở IA để tính được điện trở tương đương của đoạn mạch thì ta cũng áp dụng công thức và ta có R tương đương bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Thay số vào ta tính được điện trở tương đương của đoạn mạch là 40 phần 3 ôm. Để tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch chính ở ý B thì ta chỉ cần lấy hiệu điện thế toàn mạch chia cho điện trở tương đương của mạch điện. Như vậy cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là I bằng U chia cho R tương đương. Thay số vào ta được I bằng 1,8 a Như vậy là bài học của chúng ta đã kết thúc. Các bạn cần nhớ cho cô ba nội dung quan trọng sau. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video bài giảng. Để làm thêm nhiều bài tập vận dụng, hãy tham gia khóa học tại OLM và đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến cùng OLM nhé! xin chào và hẹn gặp lại